cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay, khi sắp nhập huyện xã giai đoạn 2023-2025, dự kiến cả nước dôi dư 21.800 cán bộ công chức cấp huyện, xã. Sáng ngày 21 tháng 8, nêu ý kiến chất vấn đại biểu Trịnh Minh Bình, Vĩnh Long, đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết trong thời gian tới có giải pháp gì tham mưu cho chính phủ để giải quyết chế độ cho cán bộ công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, sắp nhập huyện, xã. Theo đó, dự kiến số cán bộ công chức dôi dư khoảng 21.800 người, trong đó cấp huyện dự kiến dôi dư 1.200 người, cấp xã khoảng 13.100 và cán bộ không chuyên trách ở cấp xã dôi dư là 7.100 người. Số lượng cán bộ dôi dư này cần được giải quyết dứt điểm đến năm 2030. Bộ trưởng Trà thông tin thêm, Bộ đã tham mưu ban hành nghị quyết 29 về tinh giản biên chế, trong đó dành riêng một khoản cho sắp xếp cán bộ công chức dôi dư khi sắp nhập huyện cấp xã. Ngoài ra, hiện có 46 trên 54 địa phương trong diện sắp xếp đã có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để hỗ trợ thêm ngoài các quy định chung của chính phủ. Như vậy, nguồn kinh phí để các địa phương giải quyết chế độ chính sách dôi dư này là rất lớn. Với các địa phương tự cân đối ngân sách thì tự cân đối bố trí nguồn kinh phí để sắp xếp cán bộ dôi dư theo các nghị định của chính phủ cũng như nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh mình. Còn các địa phương không tự cân đối ngân sách thì tổng hợp để Bộ tổng hợp báo cáo chính phủ cấp ngân sách thanh toán nguồn kinh phí để thực hiện. Tinh giản biên chế trong đó có thực hiện chính sách dôi dư cho cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách ở cấp huyện, đặc biệt là ở cấp xã, bà Trà nói. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tổng hợp khẩn trương để giải quyết. Trong 12 tháng nếu nghỉ ngay thì được một khoản kinh phí lớn để cán bộ công chức dôi dư sẵn sàng đủ điều kiện tìm công việc mới. Theo thống kê của Sở Nội vụ, dự kiến toàn tỉnh sẽ có khoảng 400 cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, đã có phương án sắp xếp giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư. Tổng số cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách của 42 phường xã thị trấn thuộc diện sắp xếp là 1.251 người. Sau sắp xếp, 20 đơn vị hành chính mới được giao, dự kiến 781 người, trong đó có 474 cán bộ công chức, 307 người hoạt động không chuyên trách. Như vậy, sẽ dôi dư 470 người, gồm 319 cán bộ công chức, 151 người hoạt động không chuyên trách. Dự kiến phương án giải quyết dôi dư đối với cán bộ công chức cấp xã gồm giải quyết chế độ nghỉ hưu theo luật bảo hiểm xã hội, giải quyết nghỉ chế độ không đủ tuổi tái cử theo Nghị định số 26 của Chính phủ, giải quyết nghỉ chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 29 của Chính phủ, hưởng chế độ hỗ trợ theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh và chế độ của Trung ương, điều động luân chuyển cán bộ, công chức đến công tác tại các đơn vị khác còn khuyết chức vụ, chức danh hoặc còn thiếu công chức trong các tổ chức của hệ thống chính trị ở cấp xã, tiếp nhận tuyển dụng vào công chức cấp trên nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Lộ trình dự kiến giải quyết số cán bộ công chức dôi dư trong vòng 5 năm đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nghỉ công tác và giải quyết chế độ theo quy định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành thông tư số 10/2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành. Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ 20 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành sau đây. 1. Quyết định số 04/2004 ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã phường thị trấn. 2. Quyết định số 23/2024 ngày 7 tháng 4 năm 2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn giám đốc Sở Nội vụ. 3. Quyết định số 06/2006 ngày 21 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập. 4. Quyết định số 03/2027 ngày 26 tháng 2 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. 5. Quyết định số 03/2008 ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chức danh mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê.
6. Thông tư số 19/2001 ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2000 ngày 23 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ công chức đến độ tuổi nghỉ hưu. 7. Thông tư số 03/2006 ngày 8 tháng 2 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005 ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức. 8. Thông tư số 08/2007 ngày 1 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006 ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước và các tổ chức, xã hội nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước. 9. Thông tư số 14/2012 ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012 ngày 8 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 10. Thông tư số 05/2013 ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013 ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. 11. Thông tư số 07/2015 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 12. Thông tư số 03/2016 ngày 25 tháng 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. 13. Thông tư số 06/2017 ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học. 14. Thông tư số 07/2018 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định việc bổ nhiệm và xếp đương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học. 15. Thông tư số 09/2018 ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường. 16. Thông tư số 12/2019 ngày 4 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng. 17. Thông tư số 05/2020 ngày 9 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 điều 2 thông tư số 12/2019 ngày 4 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng. 18. Thông tư liên tịch số 04/2007 ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân viên chức làm việc, nhiệm vụ trên biển trong đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất, khí tượng, thủy văn. 19. Thông tư liên tịch số 07/2011 ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 20. Thông tư liên tịch số 08/2011 ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010 ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.